chơi nha. Hôm nay chúng ta sẽ so sánh M4G9 và Chris Factor 2. Mới đầu mình không định làm video về hai con này đâu, tại vì ở những phiên bản đầu tiên ấy, cái con Chris này bắn thật sự tồi nha mà. Nếu mà đem so với M4G9 thì nó đứt hoàn toàn. Nhưng mà chả hiểu sao ở những phiên bản hiện tại thì con Chris Factor 2 bắn rất là hay. Và mình nghĩ nó hoàn toàn có thể so sánh ngang cơ với M4G9. Về ngoại hình và thiết kế, hai con này thuộc hai trường phái hoàn toàn trái ngược nhau anh em ạ. Trong khi M4G9 nó là cổ điển, đơn giản, chỉ có mỗi cái thanh sách là phụ kiện đi kèm thôi. Còn Chris Factor 2 nó là hiện đại và hợp bố với tỷ tỷ các thứ phụ kiện, ví dụ như holo, đèn pin, đèn laser, tay cầm và silencer. Thậm chí nó còn trang bị thêm một cái bộ gọi là flat header và báng gắn kèm để anh em có thể thay đổi được ngoại hình. Quá nhiều phụ kiện. Về kết cấu và chất liệu, cả hai con được làm ở chất liệu ni lông. Tuy nhiên Chris ra sau và trông nó có vẻ như xịn hơn khá là nhiều. Không phải là có vẻ đâu anh em ạ, mà chắc chắn Chris chất lượng hơn rất nhiều. Nó là mẫu súng ít rửa nhất của nhà hổ vì nó quá bền. Anh em có thể quan sát là full body là hàng chục các vít lục rất to rất dài. Những vít này thì hạn chế cái tình trạng toét vít và đảm bảo cho cái thân vỏ này vững chắc. Từng phụ kiện cũng rất chắc chắn và xịn sò, nó được cố định bằng vít hoặc là ren xoáy. M4G9 tuy cũng khá ngon và chắc chắn, nhưng nếu so với Chris Factor thì nó yếu thế hoàn toàn. Như vậy là ngoại hình, thiết kế và chất liệu thì Chris hơn anh em ạ. Nhưng ông vua súng thạch M4G9 không thể thua dễ dàng như vậy được anh em ạ. M4G9 nổi trội ở gearbox, có hiệu năng tốt, chơi lâu dài và độ đéo thoải mái. Gearbox full ni lông luôn, đen xì. Còn Chris Factor 2, nó sử dụng gearbox Gen 8 phiên bản đặc biệt. Tuy nhiên chỉ là vỏ nhựa thôi và nó sẽ kém hơn một chút. Nhưng uy lực, anh em xem này, không hề kém một tí nào. Úi giời, thấy gearbox của nó chưa? Kín, rít đá chưa? Để chính xác hơn, bây giờ tôi sẽ bắn thử cho anh em xem nhá. Tuy nhiên trước khi bắn, mình có một lưu ý là con Chris này nó có 3 chế độ bắn chuẩn chỉ. Semi, thường xuyên 1. Brush, 3 viên. Và cuối cùng, đó là auto. Tôi bảo anh em rồi mà, Chris mấy bản này bắn sướng lắm, đường đạn tuyệt vời. Còn M4G9 thì sao? Mặc dù M4G9 bắn tuyệt đẹp nhưng không thể nào nổi trội hơn Chris Factor 2 được anh em ạ. Ở điểm này, hai con ngang bằng nhau. Cả hai con này đều rất là khỏe anh em ạ. Để nói con nào hơn con nào thì hơi khó. Tôi sẽ dùng hai con này để bắn thủng cái lon nước và đầy nước nha. Hôm nay là lon đầy nước nha. Bắn đây. Wow. Ướt vẻ xuống rồi nhau. Thấy kinh không? Tẩm mát. Anh em nhìn chiến tích của hai con này. Lon này là lon đầy nước nha. Nó bắn toạc luôn này. Vai đài. Không còn gì để nói lên em ạ. Sợ hãi trước sức mạnh của hai con này anh em ạ. Quá dã man. Về mặt hiệu năng, hai con này ngang nhau. Tuy nhiên, nếu anh em thích độ thì con Chris Factor 2 này sẽ hơi khó độ một chút. Nó phải gọt đéo, nó phải chỉnh sửa. Nên chính vì vậy, những anh em mà chơi Chris này thường sẽ không tự độ được. Còn M4G9, nó sinh ra là để độ anh em ạ. Ai cũng có thể độ, độ dễ dàng, độ ngon trớn luôn. Ở điểm này, M4G9 có vẻ như là lợi thế hơn. Theo đánh giá chủ quan của tôi, Chris Factor 2 thắng 2-1 anh em ạ. Thật là bất ngờ, sau khoảng hơn 1 năm ra đời, nó lại lội ngược dòng và chiến thắng M4G9. Tuy nhiên chúng thuộc hai trường phái khác hẳn nhau. Nếu anh em thích đơn giản cổ điển thì đó là M4G9, không có gì thay thế được. Chưa kể con này về sau á, nâng cấp rát, nâng cấp báng, nâng cấp holo, nhìn sẽ tuyệt vời luôn. Còn Chris Factor 2, quá nhiều phụ kiện rồi, quá hầm hố rồi, cưới về chỉ được xài thôi.